Cô gái đưa bàn tay nhỏ dễ thương lên, mẹ sợ đến mức suýt ngất, hai chân cô bé bắt đầu mọc lông đen, bố mẹ hoảng sợ lùi về phía cửa nhà. Lúc này cô bé vô cùng đau khổ, cơ thể cũng bắt đầu phình to, mau chóng xé rách chiếc áo mới mua. Bố mẹ đứng bên cạnh như trời trồng, nhưng cô bé vẫn không ngừng biến dạng. Sau một tiếng hét xé lòng, đầu cô bé biến thành đầu heo, nhưng như thế vẫn chưa hết, cuối cùng cô biến luôn thành lợn rừng. Cô nhảy xuống giường, bắt đầu phá hoại căn phòng, rồi đột nhiên lợn rừng xông thẳng về phía bố mẹ. May mà người bố nhanh tay, đóng cửa phòng lại và trốn ra ngoài, thế nên hai người mới thoát mạng. Hai vợ chồng vội vàng bàn bạc phải giải quyết thế nào. Khi hai bọn họ đang cãi nhau, con gái đã chạy ra khỏi nhà rồi. Cô cản đường một đôi mẹ con ở vùng ngoại ô, người phụ nữ sợ đến mức tè ra quần. Cô hoảng loạn bảo vệ con gái, xin lợn rừng đừng làm hại bọn họ, nhưng lợn rừng hoàn toàn không hiểu. Nó nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ rực, sau đó xông lên húc người phụ nữ đến chết. Sau đó nó lại vào làng, mục tiêu là một đám trẻ nghịch ngợm. Cậu bé tưởng là lợn nhà người làng sổ chuồng, nhưng khi cậu thấy đôi mắt rực đỏ của nó, cậu lập tức hoang sợ bỏ chạy. Lợn rừng cũng tức giận, thằng nhóc trông tôi xấu đến thế à.